Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Strength. Từ Strength này cũng khá mới mẻ với các bạn phải không? Nghĩ đơn giản nhất cho các bạn, từ Strength là một từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nghĩa là sức mạnh. Ok, mình xin tự giới thiệu, mình là MC Linh, đẹp trai nhất hành tinh. Và hôm nay Linh sẽ chỉ cho các bạn cách để làm động tác trồng cây chuối bằng tay và cách để giữ trồng cây chuối sao cho no nhất nhàng. Trước tiên chúng ta sẽ khởi động, thực hiện 5 đến 10 rep push ups. Giữ 30 đến 1 phút plank. Tương tự 30 giây đến 1 phút cho side plank bên trái và bên phải. Thực hiện 10 đến 20 cái cho động tác đẩy khuỷu. Mỗi động tác ép dẻo chúng ta sẽ giữ từ 15 cho đến 20 giây. Động tác uốn cầu vồng. Động tác bám mũi chân. Động tác ép dọc. Động tác ép vai. Sử dụng một sợi dây và một khoảng cách các bạn cảm giác xoay được ra đằng sau. Và thực hiện 10 cho đến 20 lần. Thu dần khoảng cách của dây giúp cho đôi vai của các bạn dẻo hơn. Thực hiện 5 đến 10 giây cho những động tác ép cổ tay. Tư thế chuẩn bị, đưa một chân ra trước, đưa hai tay lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay xuống đất. Trong lúc đặt tay thì đồng thời chúng ta sẽ nâng chân sau lên, đá chân sau lên. Khoảng cách giữa hai bàn tay cho người mới bắt đầu là bằng vai. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thực hiện động tác nâng nhẹ chân còn lại lên. Thực hiện 5 đến 10 lần. Các bạn để ý, nhớ là khuỷu tay của mình phải thẳng và chân đá phải duỗi thẳng ra. Phần bàn tay ấy, chúng ta sẽ dang những cái đầu ngón tay ra. Như các bạn đã biết ấy, tiếp diện càng rộng và rắn thì chúng ta sẽ giữ thăng bằng càng tốt. Bây giờ các bạn sẽ để hai chân kép vào nhau. Ban đầu thì các bạn nên làm thấp trước, đá, khép, đá, khép. Rồi các bạn thực hiện cao dần lên. Khi xuống, từng chân xuống một, thật là nhẹ nhàng. Khi mà các bạn tập được động tác đá chân lên cao, thì bây giờ chúng ta sẽ tập luyện động tác trồng cây chuối với tường. Nếu các bạn tập luyện ở nhà thì các bạn nên đi với đôi tất vào để tránh bị nhọn tường, nhất là tường màu lội như này. Để lên được tường thì chúng ta đá chân mạnh lên nha. Khi lên trên tường, chúng ta chỉ để phần gót chân vào tường thôi nha. Không được để bất cứ bộ phận nào lên trên tường cả. Để quen với việc đẩy vai, các bạn làm cho mình 10 cái đẩy vai nha. Phần lưng không được ưỡn như này nha. Phần lưng phải thẳng. Để quen với việc thẳng lưng thì các bạn thực hiện 10 cái uốn lưng và cơ bụng. Bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận thăng bằng với bài tập đưa từng chân ra nha. Tới cái điểm mà tạo người mình thành đường thẳng vuông góc với sàn. Mỗi một chân 5 lần. Để hiểu rõ hơn về thăng bằng, Linh lấy một ví dụ cho các bạn xem nhé. Khi mà các bạn đứng bình thường như này, mà người các bạn đứng đằng trước như này, thì các bạn lấy thăng bằng để người đứng trở lại như nào? Có phải là bằng cách ấn cái phần mũi chân xuống đúng không? Đúng không? Và khi mà đổ đằng sau thì không phải là mình
tay cũng thế. Người chúng ta đi đổ ra trước thì chúng ta sẽ dùng những cái đầu ngón tay này ấn xuống mặt sàn, ấn xuống mặt sàn. Và khi đổ ngược lại thì chúng ta lại ấn gót gót ngón tay. Để làm quen việc giữ thăng bằng chỉ dùng hai bàn tay, Linh có vài bổ trợ siêu dễ cho các bạn. Đó là động tác Fox Stand, tức là tư thế con ếch. Hai tay các bạn để rộng bằng vai này và cong khuỷu tay xuống như này, và đưa đầu gối, hai đầu gối tì lên phần khuỷu tay, tì lên phần khuỷu tay như này, tì thật chặt vào thế, rồi nhấc hai chân lên. Khi mà người các bạn cảm giác bị lao ra trước như này, các bạn nhanh tay ấn cái phần ngón tay xuống thế, giữ như này khoảng 15 đến 20 giây. Trước khi ra bên ngoài thực hiện thì các bạn cần có phản xạ tốt khi ngã nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phản xạ thứ nhất, đó là phản xạ xoay người sang lăn bánh xe. Nếu mà ai đã tập được lăn bánh xe ở phần trước khi mình dẫn rồi thì động tác này siêu dễ thôi. Khi lên chuối quá cao lao ra phần trước như này thì ngay lập tức nhá, mình làm lăn bánh xe bên trái đi, thì ngay lập tức cái tay phải của mình sẽ cua vòng ra đây, cua vòng ra đây và xòe hai chân ra, tiếp từng chân số 1 như này, lên này, quá đó, thật nhanh chóng vào, lên quá đà, lỡ mạnh quá đà như thế thì nhanh chóng xoay tay phải sang và tách chân ra, tiếp từng chân số 1, thực hiện 5 lần phản xạ đấy cho mỗi bên nhé. Khi xuống này, chúng ta sẽ tiếp từ chân trước, rồi đưa nhẹ và lưng xuống, hoặc là không đưa được, xoay người sang cho nó đỡ bị bẩn quần áo. Phản xạ thứ ba là một cú lăn. Đầu tiên thì các bạn phải tập lăn trước nhé. Tay các bạn chuẩn bị trước như này và lật phần hông lên, sau đó đặt đầu xuống, hạ phần tay xuống và lăn nhẹ nhàng, cố gắng không cho phần đầu chạm xuống đất là an toàn nhất. Khi làm cái chuối mà đổ xuống như thế thì các bạn phải lật nhanh chóng, hạ phần cổ tay xuống và khom người lại như hoàng kim. Nếu mà cái lưng của các bạn càng thẳng thì ngã nó càng đau, mà càng cong thì độ lăn càng lớn và càng nhẹ. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng đệm hoặc là thảm để hỗ trợ trong quá trình tập luyện, làm sao cho đảm bảo an toàn nhất có thể. Câu hỏi của các bạn đã khá rồi là làm thế nào để giữ chuối được lâu, thì sau đây tôi xin trả lời như này. Khi nào khát thì chúng ta uống nước. Khi nào đói thì chúng ta ăn. Nãy anh đùa đấy. Để trả lời câu hỏi vừa nãy thì Linh lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé. Cái đèn pin này là muốn sáng lâu thì cái chỉ số VDMB của nó phải thật cao đúng không? Còn với mình trong cái chuối muốn lâu ấy, thì mình phải khỏe và sức bền tốt. Và sau đây sẽ là một vài động tác tăng sức mạnh và sức bền. Động tác chống cây chuối chống đẩy với tường, nhưng mà Linh lỡ cởi mất tất rồi, cho nên là Linh làm ở ngoài luôn nhé. Mỗi một buổi tập các bạn làm 15 đến 20 cái hoặc là hơn nhé. Thực hiện mắc rep chống đẩy hông cao. Và một bài một chốt nữa, đó chính là chống cây chuối dựa tường. Các bạn muốn giữ ở ngoài 1 phút thì các bạn phải ép vào tường 2 phút. Lời cuối cùng, Linh xin chúc các bạn tập luyện thành công. Nếu có lản thì hãy tìm đến Linh. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh cho Linh. Hẹn các bạn vào video tiếp theo.